Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Eden Hazard đã tỏa sáng trong trận đấu giữa Chelsea và West Ham vào thứ hai với một cú đúp để mang về 3 điểm cho đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ sẽ không còn gắn bó với The Blues bao lâu nữa. Theo nguồn tin từ John Barlow, Real Madrid đề nghị mức giá 80 triệu bảng cho cầu thủ 28 tuổi nhưng phía Chelsea lại yêu cầu số tiền 100 triệu bảng. Hiện tại, hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nếu thương vụ này thành công, Hazard chắc chắn sẽ là sự bổ sung chất lượng về mặt nhân sự cho đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ngôi sao người Bỉ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội ra sân của các ngôi sao khác như Marco Asensio và Mateo Kovacic. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chấp nhận chi đậm, Liverpool có lợi thế chiêu mộ Hazard. Sarri dùng hai từ giống nhau để khẳng định tư tưởng của Hazard. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Asensio rất được lòng các cổ động viên Los Blancos. Nhưng tiền vệ 23 tuổi cảm thấy tương lai của anh thực sự đang rất lung lay tại Real khi ban lãnh đạo liên tục lên kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao đình đám trên hàng công như Hazard, Neymar hay Kylian Mbappe. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tờ John Ballon cho biết, cầu thủ người Tây Ban Nha đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Liverpool và Bayern Munich. Phía Los Blancos định giá Asensio rơi vào khoảng 150 triệu euro. Mateo Kovacic đang được cho mượn tại Chelsea. Huấn luyện viên Maurizio Sarri muốn tiền vệ người Croatia trở thành viên chính thức tại Stamford Bridge trong mùa hè này. Tuy nhiên họ đang phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ UEFA. Mức giá của ngôi sao 24 tuổi rơi vào khoảng 40 triệu euro. Được biết, phía Juventus và Inter Milan cũng dành sự quan tâm cho Kovacic. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm